đây. Chắc là mua nhiêu giờ? Mua nhanh cho đủ ta. Không con, tôi chưa ra nữa vậy. Có thể mua cải á, là hùa. Rồi xong rồi. Giờ mua bao nhiêu trời? Dạ, dạ, mua 5 ngàn à. Cô ơi, dạo nên chơi chương trình đó con, giờ hả cô phải tù xì với cô á, nhưng mà cô thắng thì con vẫn trả tiền, nhưng mà cô thua thì chương trình trả tiền đó cô. Giờ con tù xì con, cô ấy là chắc chắn con sẽ có tiền. Rau ơi, dạ 5 ngàn đúng không cô? 5 ngàn, giờ giảm xuống cho con 4 ngàn đúng không cô? 4 ngàn, ok cô. Hãy lấy cho con 3 ngàn đúng không cô? Rồi 3 ngàn. Rồi con cảm ơn. Trời ơi, 5 phút nữa mà hai người mới là... Coi 2 ký gạo. Xì ơi, lẹ lên Xì ơi. Quánh tù xì với con đi con. Dạ quánh tù xì. 3 2 1 3 2 1 Thôi hãy con ơi. Cảm ơn cô. Hay quá Xì ơi. Rồi tới Mỹ. Lấy ra để nặng. Thôi chạy cái không luôn, chạy. Hết giờ rồi. Cô bán tỏi là lá nào cô? Trong kia luôn rồi. Tỏi. Mua giá bằng. Hay quá vậy ta. Siêu giỏi luôn ta ơi. Trời ơi. Cô bán tỏi hành lá đâu cô? Dạ con khoảng 5 củ. Rồi 4 củ không? À, dạ. Để cô tù xì con nha cô. Dạ. Bánh tù xì cái gì ra cái này. Ra cái này. Hay quá, Mỹ ơi, tuyệt vời. Mua gì nữa? Thắng luôn hả? Hai phút nữa đây, đưa tiền tôi mua. Mua cái gì? Đủ rồi. Tôi mua đâu? Mua mấy lâu nước ngọt? Chi vậy? Ông đi đâu vậy? Chi ơi, có nước ngọt không chú? Đây có những sự thắng hả? Cô ra có cái bao hả? Thắng luôn mấy cô ra đưa bao cắt. Mấy cô ngơ ngác lấy, chạy lấy đỏ chạy luôn. Cô không biết gì luôn. Xin xăm đi con. Lộn luôn. Hai cháu xin xăm lại lên. Xem xăm. Xăm. Rồi thắng tụi mình. Hay quá. Chúc trình trả tiền. Chúc trình trả tiền cho con. Ba có quà cho tụi con. Phải thưởng cho tụi nhỏ liền chứ. Xong rồi.